Cảm nhận thấy bắt đầu Tết rồi đó mọi người ạ. Tết đã bắt đầu đã đến rất gần với chúng ta rồi. Và thời tiết miền Bắc thì bây giờ đang rất là mưa phùn cũng như là không khí lạnh. Chính vì vậy thì quấn cái giò tai là mọi người nhá. Tai với cả cái má lợn này phải nói là tuyệt vời luôn. Nếu mà ăn mấy chấm nước mắm ướt cộng với cả hạt tiêu, ăn với dưa chua hoặc là cái đồ gì muối chua cộng với cơm nóng thì phải nói là đẩy thì bao nhiêu bát cơm cho nó vừa mọi người ạ. Chỉ biết là ăn no chứ không thấy chán mồm. Hôm nay tôi xin giới thiệu mọi người là đây là cái nồi giò tai đã đỗ đang xào để chuẩn bị là cuốn giò nha mọi người nhé, cuốn giò tai đấy. Đấy, đã đỗ xào với mộc nhĩ nấm hương cộng các gia vị nữa để cho nó thẩm thấu cũng như là thơm quá ngon, và chúng ta sẽ khi chúng ta ăn thì chúng ta cảm nhận được cái miếng giò tai nó ngậy ngậy bùi bùi thơm thơm mặn mặn vừa vừa, nói chung là ăn với cơm phải nói là tuyệt vời luôn mọi người. Đã đỗ xin chia sẻ mọi người một chút như vậy nha.